Vào tháng 7 năm 2019, Tiền Phong thông tin sự việc ông L.N.T. thuộc tổ dân phố Trà Khê, phường An Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng ôm một số tiền lớn bỏ trốn trong đêm. Được biết, ông Tờ là một chủ hụi có tiếng và đang ôm tiền của nhiều người tại Hải Phòng. Số tiền do các nạn nhân khai báo lên đến gần 100 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng từ ngày ông L.N.T. tổ dân phố Trà Khê, phường An Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng, ôm theo hàng chục tỷ đồng bỏ trốn trong đêm, người dân Trà Khê vẫn chưa hết bàng hoàng, căm phẫn khi cuộc sống bị đảo lộn, nhiều gia đình bất hòa, ly tán bởi số tiền dành dụng cả đời chợt bốc hơi sau một đêm. Nhiều bị hại vẫn tụ tập mong ngóng tin tức chủ hụi mất tích. Hàng ngày, quanh khu vực nhà ông L.N.T. người dân ngồi thành từng tốt để mong ngóng tin tức phản hồi từ gia đình ông. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ rệt vẻ thất thần bởi hệ lụy của vụ việc trên gây ảnh hưởng quá lớn vì số người khai báo đã có đến gần 100 nạn nhân. Ngay tại trụ sở công an quận Dương Kinh, hàng chục người dân cũng có mặt để nối tiếp trình báo về vụ việc này. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi thông tin chủ hụi mất tích, cuộc sống của nhiều gia đình đã bị đảo lộn. Tôi phải đi dây từng đồng cho thằng con nhà tôi đóng học phí, chạy chợ từng bữa để kiếm cái ăn. Chúng tôi thì mất hết, còn gia đình ông Tờ vẫn sống no đủ đầy bà Tờ. Tờ, à, bức xúc nói. Đau xót hơn là gia cảnh của bà N. Tờ, Tờ, xóm trại, tổ dân phố Trà Khê, một nạn nhân trong vụ dỡ hụi không chỉ mất trắng số tiền dành dụng gần 200 triệu đồng cho ông L. N. Tờ, dây mà bà Tờ còn bị bỏng nặng nề phải nằm viện gần tháng nay khi biết chuyện chồng bà đã dẫn quân tàn đã dội nước sôi vào người bà. Cũng theo một số nạn nhân cho biết, sau khi ông Tờ mất tích vài ngày, hiền thê của ông là bà N. cùng con ông Tờ trở về địa phương, trả tiền cho một số hộ dân ở mức 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu và cam kết sẽ trả dần hàng tháng. Tuy nhiên đến nay, bà N. lại bỏ đi và cắt đứt mọi liên lạc với người. Gia đình ông Tờ vẫn có nhân công làm việc mỗi ngày nhưng không ai biết hai hiền thê chồng ông đang ở đâu. Người dân cho biết, hiện tại mẹ đẻ cùng hai con của ông Tờ vẫn đang sinh sống tại nhà và có người giúp việc đến lao dọn, nấu nướng hàng ngày. Số nhân công làm thuê cho nhà ông Tờ dẫn đến phát triển đậu phụ và bày bán ở chợ mỗi sáng. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường An Dũng, quận Dương Kinh cho biết, liên quan đến vụ việc trên hiện chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ rệt sự việc. Cơ quan công an gia hạn thụ lý vụ án từ 2 tháng lên 4 tháng. Đồng thời, ra lệnh tạm hoãn xuất cảnh với ông Tờ và theo dõi sát sao mọi giao dịch của gia đình để tránh trường hợp gia đình tẩu tán tài sản. Tính đến thời điểm hiện tại, phường này đã tiếp nhận hơn 80 đơn trình báo và ông L.N.T. hiện vẫn chưa có mặt tại địa phương. Sau khi vụ việc xảy ra, chỉ có hiền thê và hai con ông Tờ quay trở lại trình báo với chính quyền đến nay vẫn không ai biết ông Tờ đang ở đâu.